Việt Nam cho biết sẽ ứng phó với những diễn biến có thể xảy ra ở Biển Đông sau khi truyền thông trong nước đưa tin Trung Quốc lại đưa giàn khoan hải dương 981 vào vùng biển này. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển. Ông Bình cũng cho biết giàn khoan hiện nằm ngoài vùng biển của Việt Nam. Báo chí Việt Nam dẫn một thông báo đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc ngày 6 tháng 5 nói rằng giàn khoan hải dương 981 hoạt động tại khu vực giếng Lăng Thủy 251S1 ở Biển Đông, cách thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc 75 hải lý về phía đông nam, hoạt động từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5. Giàn khoan này được cho là đã được Trung Quốc đưa vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình hồi tháng 5 năm 2014. Làm bùng lên những vụ biểu tình dữ dội chống Trung Quốc, cũng như đưa tới những vụ va chạm tàu thuyền của hai bên, khiến căng thẳng tăng cao. Ông Lê Hải Bình cũng đề cập tới tin tức cho biết, Mỹ đang cân nhắc kế hoạch điều tàu và máy bay đến gần khu vực Trung Quốc đang tiến hành hoạt động cải tạo quy mô lớn ở Biển Đông. Duy trì an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là nguyện vọng của các nước trong khu vực, phát ngôn viên nói. Việt Nam mong muốn các bên liên quan có những nỗ lực tích cực và không có những hành động làm phức tạp tình hình. Mọi hoạt động của các bên cần tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin AP về việc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS mới đây công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy, từ năm 2011 đến nay, Việt Nam đã mở rộng các đảo Đá Tây, đảo Sơn Ca, xây dựng các cấu trúc cơ sở quân sự. Ông Lê Hải Bình nói rằng, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, và các hoạt động nhằm cải thiện các cơ sở vật chất đã cũ của Việt Nam ở Trường Sa, không thay đổi hiện trạng, cũng không làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Những hình ảnh mà CSIS công bố cho thấy hoạt động cải tạo đất của Việt Nam là đáng kể, mặc dù quy mô và tốc độ vẫn kém xa Trung Quốc. Trung Quốc đã lên án Việt Nam về những hành động này, nói rằng Việt Nam và Philippines đã thực hiện hoạt động cải tạo đất từ lâu ở những đảo mà Bắc Kinh nói là của họ bị chiếm cứ phi pháp.